Bicycle rack, you know. Even bicycle neighbor.
Long Kiều vậy? Đám Long Kiều. Ồ, thấy rợn người. Cái này là cũng lầu bút của không mà. Ồ, thấy rợn người. Cái này là cũng lầu bút.
tại mặt là YouTube á. Điên YouTube bu rồi. Rồi đây rồi. Hồi xưa đó là cái kho helicopter mà. Đúng rồi. Cái này là tại chúng ta Việt Nam mình á, mới viết lên là mình nữa. Hồ bơi rồi có mấy thang dịch bơi qua bờ lợi. Ở trong có phòng tập không em? Cái phòng tập này bữa nay mình đi đó là một cái phòng tập mà đẹp nhất ở Mỹ. Nhất ở Mỹ chứ không phải là những cái phòng tập đi lần đầu tiên nó thần dữ vậy đó, từ lúc nào nó cũng muốn mình quan tâm mình do cho nó có khách hàng chứ không phải mình trả tiền đâu sao đi biết.